người dân viết thư gửi Chủ tịch Đà Nẵng để tố cán bộ vòi tiền. Ngày 28 tháng 5, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân quận Hải Châu xác minh nội dung phản ánh của người dân và xử lý nghiêm những cán bộ có hành vi vòi vĩnh, nếu có. Tuần trước, ông Thơ nhận được thư của người dân với nội dung tố một số cán bộ quy tắc đô thị thường xuyên vòi vĩnh chủ quán giải khát vỉa hè từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Những cán bộ này còn có lời nói thô tục, thiếu văn hóa. Người viết thư còn kể, gia đình họ rất khổ, cha mẹ buôn bán vặt ở vỉa hè, cuộc sống rất khó khăn. Vì gia đình có người mang trọng bệnh, nhưng bị cán bộ quy tắc đô thị, quận Hải Châu vòi vĩnh, dọa nạt. Nhận được mail tố cáo, ông Thơ giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, quận Hải Châu chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ, tổ chức buổi gặp lực lượng kiểm tra quy tắc đô thị. Người đứng đầu chính quyền Đà Nẵng cũng yêu cầu quận Hải Châu và các đơn vị liên quan công khai toàn bộ nội dung email của người tố cáo và báo cáo kết quả cho ông Thơ trước 10 tháng 6. Ông Thơ cũng giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở xây dựng, tài nguyên và môi trường, giao thông vận tải, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, tổ chức gặp mặt để quan triệt thái độ làm việc, tăng cường kỷ cương hành chính đối với lực lượng quy tắc đô thị. Ông Huỳnh Văn Dân, đội trưởng đội kiểm tra quy tắc đô thị, quận Hải Châu cho biết, đơn vị chưa nắm được thông tin có cán bộ của đơn vị có thái độ vòi vĩnh như phản ánh. Theo ông Dân, nếu có tình trạng này, thì đơn vị sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm và xử lý nghiêm những cá nhân liên quan. Tôi sẽ truy đến cùng về vụ việc và xử lý nghiêm khắc những cán bộ liên quan, ông Dân nói. Người quay clip bạo hành trẻ dã man ở Đà Nẵng sẽ bị xử lý. Với việc chứng kiến cảnh trẻ bị bạo hành dã man ở Đà Nẵng, nhưng chỉ quay clip mà không tố giác với cơ quan chức năng, người quay sẽ bị cơ quan chức năng xử lý. Thông tin trên được ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó Chủ tịch quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cho biết, tại buổi họp báo được Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức chiều 25 tháng 5. Theo ông Xuân, thời điểm quay clip được xác định vào khoảng tháng 4. Nhưng cho đến ngày 21 tháng 5, clip và hình ảnh bạo hành trẻ ở nhóm trẻ tư thục mẹ 10, K251-32, Thái Thị Bôi, phường Chính Gián, quận Thanh Khê mới được phát tán lên mạng xã hội. Sau đó cơ quan chức năng mới vào cuộc điều tra và xử lý, đóng cửa nhóm trẻ này và tiến hành khởi tố vụ án hình sự. Ông Xuân cho hay, người quay clip đã chứng kiến toàn bộ việc trẻ bị bà Hồng bạo hành, nhưng không tố giác với cơ quan công an. Chính vì thế, cơ quan chức năng sẽ tiến hành xử lý người quay clip này theo các quy định của pháp luật. Theo ông Xuân, khi cơ quan công an truy tìm được người này và có kết luận cụ thể, thông tin sẽ được công bố rộng rãi. Theo tìm hiểu của chúng tôi, trước khi hình ảnh vụ bạo hành được tung lên mạng xã hội, nhóm trẻ mẹ 10 có 2 người đảm nhiệm trông giữ 14 trẻ. Gồm bà Hồng là chủ nhóm và là cấp dưỡng cùng bà Dung, có bằng chuyên môn sư phạm mầm non, làm việc với cơ quan chức năng. Sau khi hình ảnh và clip được tung lên, bà Hồng cho rằng chính bà Dung là người tung clip lên để hãm hại bà. Sau khi bà Dung nghỉ việc tại nhóm trẻ mẹ 10. Trong khi đó, một nguồn tin của báo Người Lao Động cho hay, thời điểm bà Dung còn làm việc tại nhóm trẻ mẹ 10, thì bà Dung không có hành vi bạo hành. Nguồn tin này cho biết, tất cả hành vi bạo hành trẻ đều được bà Hồng thực hiện. Đội trưởng đội quy tắc đô thị Hải Châu nói gì việc cán bộ bị tố vòi vĩnh? Dư luận thành phố Đà Nẵng đang xôn xao về việc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ đạo làm rõ nội dung tố cáo của công dân liên quan đến phản ánh về tác phong, thái độ làm việc của một số cán bộ quy tắc đô thị, quận Hải Châu. Việc chỉ đạo xử lý của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng bắt nguồn từ bức thư của em nhỏ, quận Hải Châu gửi thư lên lãnh đạo thành phố, phản ánh quán hàng nước của mẹ mình luôn bị lượng lực kiểm tra quy tắc đô thị nhũng nhiễu, vòi tiền. Cuối năm 2017 gia đình con khốn khổ đủ thứ chuyện. Phải lo tiền cho ba một phần cuối năm, mấy chú quy tắc cứ tới quán mẹ con hù dọa, chửi bới, rồi đòi viết biên bản phạt này phạt nọ. Trong khi đó, mẹ con buôn bán, lúc nào cũng làm theo sự sắp xếp của mấy chú hết, chứ không có lấn chiếm lề đường. Và chỉ để đồ đạc, ở bên trong vạch kẻ màu trắng, của mấy chú kẻ đó, con nghĩ, hình như mấy chú cố tình làm vậy. Để xin tiền mẹ con cho cuối năm, cho vậy cũng được đi. Mới vừa qua gần tới ngày lễ ngày 30 tháng 4 và ngày 1 tháng 5, mấy chú quy tắc cứ tới quán mẹ con hù dọa hai mẹ con để kiếm tiền miết, kêu là sắp tới không cho bán nữa, kêu tự đi kiếm chỗ khác bán. Lần nào tới mấy chú cũng nói vậy.
Bức thư viết: chiều ngày 28 tháng 5, làm việc với phóng viên, ông Huỳnh Văn Dân, đội trưởng kiểm tra quy tắc đô thị. Quận Hải Châu cho biết, chưa nhận được văn bản, chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, mà chỉ mới nắm qua thông tin báo chí. Ông Dân từ chối trả lời các thông tin, liên quan với lý do, phải giữ đúng nguyên tắc, của chỉ đạo của Thủ tướng. Về người phát ngôn, đồng thời cho hay, ông chưa có quyền cung cấp thông tin, và phát ngôn, khi người có quyền đó chưa chỉ đạo. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, quận Hải Châu, chứ không chỉ đạo cho ông. Nội dung đơn thư chưa điều tra, chưa làm rõ thì làm sao nói được. Khi đọc tin này tôi cũng rất bức xúc. Nếu như giả sử điều tra đúng lực lượng, thì sẽ xử lý kiên quyết, không để số nhếch nhác trong lực lượng. Phải có người có chỉ đạo. Và điều tra làm rõ, cho đàng hoàng, ông Dân cho biết. Vị đội trưởng này cũng cho biết, trong tư tưởng và quản lý điều hành, không bao giờ có chuyện giáo dục lính làm kiểu đó. Và ông tin tưởng lính của ông, không bao giờ có chuyện đó. Trong quá trình quản lý và hệ tư tưởng, tôi truyền cho anh em, tôi tin là anh em lính mình, không có cái đó. Còn nếu có là một điều đau khổ, ông Dân nói và cho rằng, đội có hơn 70 người. Nội dung bức thư chưa điều tra, chưa làm rõ, thì chưa khẳng định là lực lượng quy tắc đô thị quận Hải Châu. Trong khi, ngoài cán bộ của đội trên địa bàn, còn có lực lượng quy tắc đô thị của các phường. Sinh con ra chưa chắc đã dạy con tốt. Hùng chi hàng loạt anh em, quân số rất đông. Nhưng tôi tin vào hệ tư tưởng tôi đã truyền cho anh em. Con người có quyền tự có niềm tin của mình. Ông Dân cho biết, ngày 29 tháng 5, trao đổi với phóng viên, ông Lê Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hải Châu, đang chỉ đạo để truy tìm cán bộ quy tắc đô thị. Như trong thư tố cáo, nếu tìm ra sẽ phải xử lý nghiêm, phải cho nghỉ việc. Cá nhân ông cũng rất bức xúc về chuyện này. Bổ nhiệm lãnh đạo bị kỷ luật, dũng khí lạ lùng. Ông Ngô Văn Tuấn, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa và ông Lưu Thành Đồng, nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ đều bị kỷ luật, nhưng lại được bổ nhiệm chức vụ khác không thuyết phục. Dù là ở Thanh Hóa, chuyện thứ nhất là của ông Ngô Văn Tuấn, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật ông Tuấn với hình thức cách tất cả các chức vụ trong đảng. Tiếp đó, Thủ tướng đã ký quyết định cách chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đối với ông Tuấn. Theo con mắt thường dân, nếu ông Tuấn còn thiết tha với công vụ, ông vẫn có khả năng là chuyên viên làm việc ở một phòng sở nào đấy của tỉnh. Vụ việc của ông Lê Phước Hoài Bảo ở Quảng Nam sau khi bị kỷ luật ở lại làm chuyên viên Sở Khoa học và Đầu tư vẫn nguyên giá trị cho cá nhân ông Tuấn cũng như ban lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa nhìn vào. Nhưng không, ông Tuấn được phân công từ phân công quả hay thay cho từ bổ nhiệm là tổ trưởng tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo Quy hoạch Xây dựng Phát triển Đô thị và Nhà ở của tỉnh. Và theo ông Mai Sĩ Diễn, Phó trưởng ban đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, ban chỉ đạo này do nhu cầu nên được tỉnh lập ra, khi nào hoàn thành nhiệm vụ thì giải tán và do đó không nằm trong hệ thống quản lý chính trị. Một tổ chức do Ủy ban Nhân dân tỉnh lập ra, do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh là trưởng ban mà lại không nằm trong hệ thống chính trị của tỉnh. Và cũng theo ông Diễn, việc phân công ông Tuấn là tổ trưởng là đúng luật và đúng thẩm quyền, thật là kiểu gì cũng giải thích được. Về nguyên tắc, cán bộ lãnh đạo bị kỷ luật cả về mặt đảng lẫn nhà nước, như trường hợp của ông Tuấn không thể trong thời gian ngắn lại được bố trí vào cương vị lãnh đạo, cho dù tỉnh lập luận tổ trưởng không phải là chức danh quản lý lãnh đạo. Mặt khác, cũng phải xem lại việc thành lập ban chỉ đạo kiểu này của tỉnh. Đã từ lâu, việc thành lập các ban chỉ đạo, kể cả ở trung ương lẫn địa phương, được chính phủ chỉ đạo ít sao hạn chế, không phải cứ muốn lập ra là lập. Các tỉnh khác chưa có, nhưng riêng Thanh Hóa có ban chỉ đạo này cũng là một sự lạ và ngẫu nhiên có tổ giúp việc cho ông Tuấn bị kỷ luật ghé ngồi. Cần Thơ bị kỷ luật lại được bổ nhiệm ngang chức cũ. Chuyện thứ hai là của ông Lưu Thành Đồng, nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ bị kỷ luật do để xảy ra hành vi tham nhũng tại cơ quan, lại mới được bổ nhiệm trưởng ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp của thành phố. Bị kỷ luật cả về mặt đảng và chính quyền lại được bổ nhiệm vào một chức vụ, chi ít là ngang chức vụ cũ, khó có tính thuyết phục. Hơn nữa, thời điểm bổ nhiệm lại diễn ra ngay sau khi có nghị quyết số 26 của Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, thì đây quả là một sự thách thức coi thường dư luận, coi thường nghị quyết của đảng, cứ nghĩ mãi
không biết ban lãnh đạo thành phố Cần Thơ lấy đâu ra dũng khí để quyết định bổ nhiệm ông Đồng. Phải có cơ chế hủy quyết định không chuẩn, kiên quyết hủy bỏ, thu hồi các quyết định không đúng về công tác cán bộ, đồng thời xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân sai phạm có hành vi tham nhũng trong công tác cán bộ, trích phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 7 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 12 tháng 5 năm 2018. Hai câu chuyện nêu trên cho thấy, chuyển công tác cán bộ như nghị quyết Trung ương nêu là không đơn giản và có rất nhiều yếu tố chi phối công tác cán bộ, mà trước hết là vai trò trách nhiệm của người đứng đầu. Rất nhiều trường hợp người đứng đầu muốn sao thì ra vậy, bất chấp dư luận xã hội, bất chấp tính tập thể trong bàn và quyết công tác cán bộ. Mặt khác, nếu đâu đó không chuẩn, có lệch lạc trong công tác cán bộ như hai trường hợp kể trên, thì ít ra cũng phải có cơ chế nào đó ở Trung ương ngăn lại được, thậm chí hủy đi những quyết không chuẩn không đúng. Cơ chế phát hiện, cảnh báo, ngăn chặn và triệt tiêu những sai lầm lệch lạc trong công tác cán bộ có lẽ cần sớm được nghiên cứu và đưa vào áp dụng kết hợp với phát huy dân chủ, sự tham gia của người dân vào công tác cán bộ như nghị quyết Trung ương nêu, sẽ là những công cụ quan trọng và cần thiết để khắc phục những câu chuyện kiểu của Thanh Hóa và Cần Thơ trong tương lai.